Ban biên tập xin được kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã đến với kênh tin mới. Xin được kính chúc quý vị khán giả có những giây phút tuyệt vời và bổ ích khi xem video của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và để lại quan điểm của mình dưới phần bình luận. Và ngay sau đây, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng hổi nhất. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 28 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, mưa lớn tại Bắc Kinh từ cuối tuần qua đã khiến hàng trăm đường phố tại thủ đô Trung Quốc bị ngập, nhiều ô tô bị cuốn trôi, hàng trăm tuyến đường bị ngập. Bão Doksuri là một trong những cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Trung Quốc trong những năm gần đây và đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào cuối tuần qua, gây mưa lớn. Lượng mưa trung bình tại Bắc Kinh trong khoảng thời gian từ đêm thứ Bảy tuần trước tới chiều thứ Hai vừa qua đạt 176,9mm. Trong khi đó, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, một trạm thời tiết tại Môn Đầu Câu ghi nhận lượng mưa kỷ lục lên tới 580,9mm. Tính đến thứ Hai vừa qua, khoảng 358 tuyến phố tại thủ đô Trung Quốc đã bị ngập. Hãng tin Reuters cho biết, nhiều ô tô tại các vùng ngoại ô phía tây Bắc Kinh bị cuốn trôi do bão Doksuri gây mưa lớn kéo dài từ cuối tuần qua. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đăng tải một số video cho thấy tại quận Môn Đầu Câu, nhiều ô tô bị ngập tới một nửa và bị cuốn trôi trong dòng nước lũ chảy xiết. Các đội cứu hộ cũng hỗ trợ hàng trăm người dân bị mắc kẹt trong nước lũ tại nhiều khu vực khác ở Bắc Kinh. Trạm Thủy văn Bắc Kinh đã nâng cảnh báo lũ lụt, dự báo khả năng mưa lớn khiến nước sông tràn bờ. Hơn 31.000 người dân tại Bắc Kinh đã được sơ tán, hơn 4.000 công trường xây dựng đã tạm dừng thi công, gần 20.000 tòa nhà được kiểm tra mức độ hư hại. Nhiều thắng cảnh tại thành phố phải đóng cửa. Vào chiều hôm thứ Hai, cả hai sân bay tại thủ đô Trung Quốc đã hủy hơn 200 chuyến bay, gần 600 chuyến bị hoãn, theo ứng dụng theo dõi chuyến bay FlightMaster. Về đường sắt, nhiều đoàn tàu đêm bị ảnh hưởng khiến hành khách mắc kẹt. Giới chức đường sắt đã triển khai nhân viên để phát đồ ăn như mì, trứng, thịt sông khói, nước uống cho hành khách. Mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng tại Trung Quốc. Theo Reuters, 14 trạm thời tiết tại Bắc Kinh, các tỉnh Hà Bắc, Sơn Tây và Sơn Đông đã ghi nhận lượng mưa hàng ngày đạt mức kỷ lục do mưa lớn kéo dài từ cuối tuần qua tới ngày thứ Hai. Mực nước tại 3 trong số 5 con sông tạo thành lưu vực sông Hải Hà bao trùm các thành phố, tỉnh như Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc đã dâng lên mức nguy hiểm trong ngày thứ Hai. Một số ngôi nhà bị cuốn trôi xuống sông Vĩnh Định nằm trong hệ thống sông Hải Hà. Tại thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, gần 55.000 người đã được sơ tán. Một cây cầu tại đây bị sập khiến xe tải đang lưu thông trên cầu bị rơi xuống dòng nước xiết và lái xe mất tích. Tại thành phố Thạch Gia Trang, cũng thuộc tỉnh Hà Bắc, một cây cầu đường sắt bị cuốn trôi trong dòng nước lũ. Ở Phúc Kiến, mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng vào cuối tuần qua. Hàng trăm nghìn người dân tại tỉnh này đã phải đi sơ tán. Các cơ quan dự báo thời tiết cảnh báo cơn bão tiếp theo mang tên Kanun đang tiến gần và sẽ đổ bộ vào khu vực ven biển đông dân của Trung Quốc trong tuần này. Video lính cứu hỏa giải cứu người dân khi ô tô bị cuốn trôi trong mưa lũ. Nguyên nhân khiến Bắc Kinh và miền Bắc Trung Quốc hứng chịu lượng mưa chưa từng có trong 140 năm qua. Sau khi cơn bão Doksuri đổ bộ vào cuối tháng trước, mưa lớn đã tàn phá thủ đô Bắc Kinh, Thiên Tân và tỉnh Hà Bắc, gây lũ lụt và thiệt hại cho một khu vực rộng lớn có diện tích bằng cả nước Anh. Theo hãng tin Reuters Anh, bão Doksuri đã khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, hàng trăm người dân phải sơ tán. Đây là cơn bão tồi tệ nhất tấn công Trung Quốc trong hơn một thập kỷ qua. Trong đó, thủ đô Bắc Kinh phải hứng chịu lượng mưa lớn nhất trong 140 năm. Mưa lớn kéo dài từ ngày thứ Bảy đến ngày 27 tháng 8 đã phá vỡ nhiều kỷ lục khí tượng địa phương. Một hồ chứa tại quận Sương Bình ở thủ đô Bắc Kinh đã ghi nhận lượng mưa 744,8mm, mức cao nhất trong hơn 140 năm. Vượt xa kỷ lục trước đó là 609mm được thiết lập vào năm 1891. Trận mưa như chút nước kéo dài đã khiến Bắc Kinh lần đầu tiên phải sử dụng một hồ chứa lũ kể từ khi xây dựng cách đây 25 năm để chuyển hướng dòng nước lũ. Tại Hà Bắc, một trạm thời tiết địa phương đã ghi nhận lượng mưa 1.003mm trong khoảng thời gian 3 ngày từ hôm thứ Bảy đến ngày thứ Hai. Lượng mưa này bằng lượng mưa của cả khu vực trong hơn nửa năm. Theo các nhà khí tượng học Trung Quốc, bên cạnh tàn dư của cơn bão Doksuri, các luồng không khí ấm và ẩm cùng hơi nước do bão Kanun đang di chuyển chậm ở Tây Thái Bình Dương mang đến đã tạo điều kiện gây ra những trận mưa lớn. Các nhà khí tượng học cho biết khi hoàn lưu của các đám mây gây mưa của bão Doksuri di chuyển về phía Bắc,
một hệ thống áp suất cao cận nhiệt đới và lục địa trong bầu khí quyển đã chặn đường đi về phía Bắc và phía Đông, dẫn đến sự hội tụ của hơi nước và hoạt động giống như một con đập trữ nước. Các đặc điểm địa hình trong khu vực cũng góp phần tạo nên hiện tượng thời tiết bất thường này, khi một lượng lớn hơi nước tập trung ở phía Bắc Trung Quốc, gió ở độ cao thấp đã thổi chúng bay lên, làm dịch chuyển mưa về phía đông dãy núi Thái Hành Sơn. Đây cũng là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, bao gồm cả các quận Phong Sơn và Môn Đầu Câu của Bắc Kinh. Trong khi đó, một loạt các đám mây đối lưu cũng tập trung ở khu vực này, dẫn đến lượng mưa lớn trong một thời gian dài, càng làm trầm trọng thêm thiệt hại và gây khó khăn cho hoạt động cứu hộ. Tại các khu đô thị của Bắc Kinh, hàng trăm con đường đã bị ngập lụt, các công viên và điểm du lịch phải đóng cửa. Tại sân bay lớn nhất của thành phố, hàng trăm chuyến bay đã bị trì hoãn hoặc hủy. Một số tuyến tàu điện ngầm và xe lửa cũng bị đình chỉ hoạt động. Tác động rõ rệt hơn của những cơn mưa lớn thể hiện ở các vùng ngoại ô phía Tây của thành phố. Tại các quận Phong Sơn và Môn Đầu Câu, nước lũ dữ dội tràn xuống các con đường cuốn trôi ô tô. Các ngôi làng ở khu vực miền núi cũng bị cắt điện, khiến chính quyền phải triển khai máy bay trực thăng để thả thực phẩm, nước uống và đồ tiếp tế khẩn cấp cho người dân. Mưa lớn biến đường phố thành sông ở Bắc Kinh. Thành phố Trác Châu của tỉnh Hà Bắc, khu vực có hơn 600.000 dân ở phía tây nam Bắc Kinh đã bị ngập một nửa, với khoảng 134.000 cư dân bị ảnh hưởng và 1/6 dân số thành phố phải sơ tán. Mưa với cường độ lớn sau khi bão suy yếu là điều bất thường ở Bắc Kinh và các vùng lân cận. Theo truyền thông địa phương, thủ đô của Trung Quốc đã ghi nhận ít nhất 12 trận mưa lớn do bão gây ra kể từ khi dữ liệu được ghi chép. Trong năm 2017 và 2018, cơn bão Hai Tang và Ampin đã gây ra lượng mưa hơn 100mm ở Bắc Kinh. Một trong những đợt mưa lớn nhất là do bão Wanda gây ra vào năm 1956, với lượng mưa hơn 400mm tại thành phố đông dân cư này. Thưa quý vị, trong khi Bắc Kinh được cho là đã phải hứng chịu lượng mưa lớn nhất trong vòng 140 năm qua, thì chính quyền thành phố Trác Châu, tỉnh Hà Bắc, tiếp giáp Bắc Kinh, ngày hôm kia đã đăng thông tin mong nhận được sự giúp đỡ trước sự thiếu thốn trầm trọng vật tư cứu trợ do ngập nặng sau mưa lũ. Với việc đưa ra các dữ liệu thống kê trong nhiều năm, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV hôm 27 tháng 8 đưa tin, lượng mưa lớn nhất của đợt mưa lũ lần này tại Bắc Kinh đã đạt mức cao nhất trong 140 năm qua kể từ khi có các dữ liệu đo đạc. Theo CCTV, từ 20 giờ ngày thứ Bảy đến 7 giờ ngày 27 tháng 8, Bắc Kinh đã xảy ra hiện tượng mưa cực đoan, với lượng mưa lớn nhất đo được tại hồ chứa Vương Gia Hoa Viên ở quận Sương Bình đạt 744,8mm, trong khi trước đó lượng mưa lớn nhất đo được tại Bắc Kinh là 609mm vào tháng 7 năm 1891. Và số liệu đo đạc sớm nhất được ghi tại đây vào tháng 7 năm 1883. Cùng với Bắc Kinh, tỉnh Hà Bắc liên kề cũng phải hứng chịu lượng mưa kỷ lục, gây ngập lụt nghiêm trọng. Trước tình cảnh khó khăn hiện nay, Sở Công an thành phố Trác Châu, tỉnh Hà Bắc chiều ngày hôm kia đã phải đăng một nội dung kêu gọi sự giúp đỡ từ bên ngoài trên Weibo chính thức. Nội dung bài đăng cho biết, Trác Châu hiện đang cần một lượng lớn thuyền để di dời người dân, toàn khu vực bị cắt nước, mất điện một phần, vật tư cung cấp tạm thời vẫn đủ, nhưng chưa biết có thể kéo dài được bao lâu. Hiện tại đường cao tốc đã thông nhưng phía tây thành phố bị ngập nặng, thuyền, nhất là thuyền gỗ và thuyền sắt lớn, thuyền kayak, áo phao và nước tinh khiết đều cần được hỗ trợ. Sau đó, cơ quan này đang tiếp thông tin về việc thiếu thiết bị chiếu sáng cho lực lượng cứu hộ tuyến đầu khi màn đêm buông xuống. Các nội dung về việc Trác Châu cần sự giúp đỡ vì mưa lũ ngay lập tức trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc. Trác Châu có hơn 660.000 dân, cách Bắc Kinh vài chục km về phía Tây Nam, phía Bắc giáp quận Phong Sơn, phía Đông giáp quận Đại Hưng của Bắc Kinh. 6 con sông hội tụ tại đây, trong khi đó Phong Sơn và Đại Hưng là hai trong số những quận chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ ở Bắc Kinh. Sân bay Đại Hưng, lớn nhất thế giới, cũng có thời điểm bị ngập vì mưa lớn. Số liệu đăng trên tài khoản WeChat chính thức của thành phố cho thấy, tính đến 10 giờ sáng thứ Ba, mặc dù không ai thiệt mạng, nhưng đã có 146 ngôi làng, gần 134.000 người và khoảng 650 hectare cây trồng ở đây bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Theo lời kể của người dân địa phương, có những gia đình nước ngập sâu 2-3m, người lớn đã 2 ngày không có đồ ăn, trẻ sơ sinh mới 2 tháng không có đủ sữa uống. Riêng làng Trác Đồng tại đây, nơi có 690 hộ gia đình với 2.260 người, phần lớn vẫn trong tình trạng mắc kẹt trong thôn và mất liên lạc tính đến 7 giờ tối ngày thứ Ba.
do ảnh hưởng của bão Doksuri, các địa phương miền Bắc Trung Quốc, đặc biệt là Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc đã xảy ra mưa lớn liên tục kể từ hôm thứ Bảy tuần qua. Trong đó, thành phố Trắc Châu, Hà Bắc có lượng mưa trung bình là 355,1mm, lượng mưa lớn nhất đạt 435,7mm. Trận mưa lịch sử kéo dài hơn 70 giờ được truyền thông Trung Quốc mô tả là có lượng mưa tương đương với 2 năm ở một số địa phương. Cụ thể, lượng mưa tích lũy cao nhất đo được ở Lương Gia Trang, thành phố Hình Đài, Hà Bắc lên tới 1.008,1mm, vượt xa lượng mưa tối đa 861mm do bão Doksuri gây ra cho tỉnh Chiết Giang khi đổ bộ vào đất liền, và gấp đôi lượng mưa trung bình cả năm của thành phố này là khoảng 500mm. Không chỉ vậy, hai trạm quan trắc ở Bắc Kinh cũng có lượng mưa tích lũy lên đến hơn 700mm. Vượt xa đợt mưa lịch sử cướp đi sinh mạng của 79 người vào tháng 7 năm 2012 tại đây là 541mm. Nhà dự báo chính của Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc Mã Học Khoản gọi đây là hiện tượng thời tiết cực đoan hiếm có. Tính đến nay, mưa lớn nghiêm trọng dai dẳng do tàn dư của bão Doksuri trút xuống thủ đô Bắc Kinh và các tỉnh thành miền Bắc Trung Quốc, gây ra lũ lụt trên diện rộng đã khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, 19 người mất tích, gần 600.000 người bị ảnh hưởng và gần 1,4 triệu người phải di rời ở Bắc Kinh và Hà Bắc. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tin mới của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!